Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Lào Thon Siển Tham Mạ Vông đã có chuyến thăm và làm việc tại ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Bình Định của Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 2 năm 2012. Trước khi đoàn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm về nước, vào trưa nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp và hội kiến với Thủ tướng Thon Siển Tham Mạ Vông. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Thon Siển Tham Mạ Vông và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm làm việc và khảo sát tại ba tỉnh Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt cũng như kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này là một biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, là sự kiện quan trọng trong năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, thịnh tình và chu đáo của Chính phủ và chính quyền, nhân dân ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Bình Định, Thủ tướng Thon Siển Tham Mạ Vông khẳng định đây là một biểu hiện sinh động, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Lào. Kết quả thành công ngoài mong đợi của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước cũng như các địa phương hai bên, đồng thời là những kinh nghiệm quý báu đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo của chính phủ và nhân dân Lào. Khẳng định Việt Nam là người bạn chiến lược của Lào, Thủ tướng Thon Siển Tham Mạ Vông khẳng định Lào mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và sẵn sàng nỗ lực cùng Việt Nam đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực. Tại cuộc hội kiến, hai thủ tướng cùng nhất trí cao quan điểm về việc chính phủ hai nước sẽ nỗ lực hết sức bằng mọi giải pháp, biện pháp hiệu quả trên tinh thần ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các dự án lớn mà hai bên hợp tác triển khai, tạo sự bứt phá hiệu quả về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong năm 2012, năm hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai chính phủ cũng cam kết thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Hai thủ tướng cũng nhất trí việc Việt Nam cũng như các địa phương của Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Lào, tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển, hỗ trợ chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào, cả các tỉnh có chung đường biên giới và không chung đường biên giới. Hai thủ tướng cũng nhất trí, bên cạnh cơ chế thăm chính thức cấp cao, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ thường xuyên tiến hành các chuyến thăm làm việc đến các địa phương của nhau nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.